Ấy, ta chính là chùm bắt cua của Hero Team. Yeah! Rồi xong té luôn. Oh no, con map này khóa góc nhìn nè bạn ơi, cho nên mấy bạn sẽ không thể nào thấy được khuôn mặt đẹp trai của mình, không thể nào. Mấy bạn không được chiêm ngưỡng gọi là khuôn mặt đẹp trai của mình rồi. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ nhờ Sam chào giùm cho mình. Này Sam ơi, bây giờ bà chào mấy bạn nha. Tôi sẽ đọc rồi mấy bạn. Bà chào mấy bạn giùm tôi nha. Ok. Ok. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đây. Đó bạn thấy không? Mình không chào bạn được cho nên mình phải nhờ Sam chào bạn nè. Tại trong đấy nó bị khóa góc nhìn mất tiêu rồi. À trời, thôi không sao, lâu lâu mấy bạn mới không thấy được khuôn mặt đẹp trai của mình thôi á. Nói chung là để lần sau nếu bạn nhìn thấy ha, chứ hôm nay chúng ta sẽ tạm thời không nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Phong đấy. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, mình vừa mới tìm ra một con map bắt cua khá là hay, có tên là map bắt cua cầu vòng. Thì mình có mời Sammy vào trong đây để chơi bắt cua cùng với bọn mình, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chơi bắt cua kể chuyện nha Sammy. Yeah, trời lâu lắm giờ mới có tập này luôn á trời. Đúng rồi, và hôm nay chúng ta sẽ bắt cua kể chuyện với một chủ đề mang tên là chủ đề gọi là MV của Hero Team đấy. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, gọi là MV của Hero Team quay như thế nào, có gì vui hay không và nó như thế nào. Thì nói chung là hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện và sẽ trả lời những câu hỏi của bạn nha. Sammy đồng ý không? Ok. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt cua và kể chuyện nha bạn. Trời ơi, ok, let's go, đi thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vừa bắt cua vừa kể chuyện thôi. Ok, thì câu hỏi đầu tiên, có một bạn đã đặt cái câu hỏi hỏi mình, đó chính là trong lúc quay MV có những kỷ niệm vui và buồn nào không anh? Đấy, những kỷ niệm vui buồn khi mà quay MV á hả? Ok, thì cái này thì mình sẽ trả lời trước nha. Sam, tôi trả lời trước nha. Rồi, thoải mái, ông trả lời trước thì tôi trả lời sau. Thì câu hỏi này khá là hay nè. Thì nói chung á là bọn mình đi quay MV lần này á là một cái MV, thật ra MV lần này không phải là MV của Hero Team đâu bạn ơi, mà là tại sao tính ra bà đẩy tôi té luôn sao? Tôi không đẩy luôn á, do ông bắt cua té. Tôi vừa nhảy cái bà tung tôi té xuống dưới luôn. Rồi trời, ok thôi tiếp nè. Thì nói chung á là MV lần này á thì mình sẽ nói luôn là MV lần này không phải là MV của Hero Team làm ra nha các bạn nha, mà MV lần này là một cái MV của một anh ca sĩ có tên là anh Khởi Vinh Official đấy. Thì anh này ảnh viết một bài nhạc, và anh này là người quen của anh Mr. Dịch. Sau đó là anh Mr. Dịch gọi là mới nói chuyện với anh này, thì anh này mới mời Hero Team bọn mình đi quay MV cho ảnh. Đó, nói chung là MV lần này sẽ là MV do Hero Team đóng, chứ không phải là MV là nhạc của Hero Team nha. Đó, mấy bạn hiểu không? Ok, thì nói chung á là kỷ niệm vui buồn á thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng mình nên kể những cái kỷ niệm mà gọi là vui thôi, còn những kỷ niệm buồn thì thôi mình không kể đâu, kể kỷ niệm buồn làm gì, nghe nó chán đúng không? Ok, thì kỷ niệm vui nhất của mình á đó chính là một cái cảnh mà nếu như bạn nào đã từng xem cái vlog của mình quay về cái buổi gọi là đi quay MV á thì các bạn biết có một cái cảnh mà Simmy bị té xuống cái hố gai á bạn, cái hố sình á bạn đó. Có sao không? Trời ơi, đau không xem, gai đau không xem. Cẩn thận nha, đứng im nha, coi chừng gai đâm á, đứng im nha, ráng ngay, đứng im. Thì nói chung là, ê, như vậy nha, không phải là mình thấy Simmy té mình vui đâu nha, không phải nha. Mà là cái cảnh đó là cái cảnh mà mình sẽ phải chạy ra ngoài, mình đỡ Sim từ dưới cái hố đó lên. Và bạn biết không, cái hố đó, mình nói thật với các bạn luôn, nó trơn gì đâu luôn trời. Cho nên á, mỗi lần mà mình bị té xuống đó là người của mình dơ hầy luôn. Và thế là mình phải diễn đi diễn lại cảnh đó rất là nhiều lần luôn. Và các bạn biết không, sau khi diễn xong thì người của mình gọi là dính đầy sình luôn. Đấy, đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Và các bạn biết tại sao nó lại vui nữa không? Đó chính là đây là lần đầu tiên mà Hero Team bọn mình được đi quay MV. Bởi vì vậy cho nên á là bọn mình vẫn chưa phải là những diễn viên gọi là chuyên nghiệp, giống như là mấy nghệ sĩ như là Trấn Thành, Trường Giang hay là chú Hoài Linh hay là gì người ta diễn hay. Còn bọn mình chỉ là YouTuber thôi, bọn mình chỉ đi để trải nghiệm gọi là cảm giác được quay phim nó như thế nào thôi. Thì lúc mà quay á thì bọn mình không thể nào mà nhịn cười được. Bọn mình quay đến cái cảnh nào của bọn mình á là bọn mình cứ bị cười hoài à. Cho nên là đạo diễn rất là bực bội luôn, rất là bực bội bọn mình luôn, tại bọn mình mỗi lần diễn bọn mình cứ cười. Đó là trời. Rồi ok, và nói chung á cái đó là cái kỷ niệm mà rất là vui của mình luôn, đó chính là mình gọi là diễn cái cảnh bị té xuống hố á bạn. Thì mặc dù là người của mình bị dính sình tùm lum tùm la, bẩn hết cả người, nhưng mà rất là vui luôn bởi vì mình đã hoàn thành được xong vai diễn đó. Đó là còn Sam nè, Sam thì cái kỷ niệm vui nhất của Sam khi đi quay MV là kỷ niệm gì? Trời đất ơi, kỷ niệm này ông không nhớ luôn hả? Ông quay giúp tôi luôn. Cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong MV đó chính là tôi biến thành xác ướp Ai Cập, hiểu không? À cái gì? Cái gì mà Sammy biến thành xác ướp Ai Cập là sao?
Trời đất ơi, lại cạnh tôi diện trong bệnh viện á, tôi biến thành cô gái xinh đẹp á, trời tôi cuốn khăn dễ sợ y chang sắc Ai Cập luôn á. Mình nhớ rồi bạn ơi, có một cái cảnh mà Sammy bị quấn cái khăn tùm lum trên đầu luôn bạn ơi, nhìn rất là gọi là đáng sợ luôn, giống y hệt cái setup Ai Cập luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem nha, đây một video này. Bạn thấy không? Đó chính là cảnh mà Sammy bị quấn cái khăn ở trên đầu các bạn. Cái cảnh này mình nói thật là rất là vui luôn. Ok, thì câu hỏi tiếp theo thì của một cái bạn đã hỏi mình, đó chính là quay MV có tốn nhiều thời gian không anh? Thì ok, mình sẽ trả lời cho bạn biết luôn nha. Ê Sammy, tính ra bà đi ngược đường rồi đó. Đường bên đây mà bà đi đâu vậy? Ủa đâu ạ? À? Trời ơi trời, đây là bà đâu quá không ra. Ok, thì câu hỏi của bạn này hỏi mình đó chính là anh ơi, quay MV có tốn nhiều thời gian không anh? Thì mình sẽ trả lời luôn câu hỏi này nha. Thì nói chung là những câu hỏi nào liên quan đến hậu trường thì mình mới kể thôi, còn những liên quan đến nội dung của gọi là video thì mình sẽ không kể đâu. Đấy, thì cái lần đi quay MV này của bọn mình á, thì bọn mình đã tốn khoảng 2 ngày thôi bạn ơi. Đó, chỉ tốn có 2 ngày thôi. Một ngày bọn mình quay ở bên dưới quê, đó là quay cái cảnh mà Simmy đóng vai cô Thắm ở dưới quê các bạn đó. Với lại một ngày quay ở trên Sài Gòn, đấy, quay trên thành phố. Thì nói chung thì chỉ tốn có 2 ngày thôi là hoàn thành xong MV liền luôn các bạn ơi. Và MV á, thì nó chỉ có khoảng mấy phút thôi bạn ơi, chứ không có nhiều lắm. Nhưng mà các bạn biết không, quay cực kỳ mệt luôn á nha. Mình nói thật luôn á, cái lần đó mình đi quay á, mình phải buồn ngủ quá, mình chịu không nổi. Mà hết vai diễn của mình rồi, cho nên á, mình phải lấy một cái tờ giấy ha, mình trải xuống dưới đất, mình nằm ở dưới đất mình ngủ luôn. Trời ơi là trời, cảm giác kiểu gọi là giống như người vô gia cư vậy bạn. Mình giống như kiểu gọi là bị bỏ rơi gì á, buồn ghê luôn trời, kiểu vậy. Nói chung là đó, MV thì chỉ gọi là quay tốn trong 2 ngày thôi, rất là nhanh thôi chứ không có lâu đó bạn ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo của một bạn cũng hỏi mình liên quan đến MV, đó chính là, nhưng mà câu hỏi này nó hơi gọi là khác xíu, đó chính là Hero Team còn tính quay thêm một MV nào nữa không anh? Câu hỏi khá là hay. Thì sắp tới này á, Hero Team bọn mình vừa quay một cái MV xong rồi đúng không? Thì sắp tới này bọn mình lại tiếp tục đi quay thêm một cái MV nữa bạn ơi. Và MV lần này không phải là anh ca sĩ là Khởi Vinh đâu nha, mà MV lần này sẽ là một anh ca sĩ khác. Và anh ca sĩ này là tên là gì thì mình sẽ nói sâu cho bạn biết nha, mình phải giữ bí mật. Và sau đó khi nào bọn mình đi quay xong, bọn mình sẽ bật mí cho bạn biết nha. Đấy, ok. Đấy, nói chung là trong năm nay thì Hero Team đã quay khoảng gọi là 2 cái MV cho ca sĩ bạn ơi. Đấy, nghe ngầu chưa, nghe ngầu chưa. Rồi ok, câu hỏi tiếp theo của một bạn cũng hỏi mình. Đấy, hỏi mình rất là nhiều về gọi là MV luôn. Đó chính là, bạn này hỏi mình là quay MV chắc là sẽ được nhiều tiền lắm đúng không anh chị? Đó, trời, bạn này bạn nó hỏi một cái câu gọi là khá là nhạy cảm đó. Tự nhiên đi hỏi tiền lương của ta làm gì không biết. Nhưng mà thôi, mình cũng sẽ trả lời luôn, bởi vì mình đã hứa mình sẽ trả lời mấy câu hỏi của bạn rồi. Thì cái lần đi quay MV này, Hero Team bọn mình mỗi người sẽ được 20 tỷ. 20 tỷ. Nghe ghê không? Mình xạo mình chỉ đang nói giỡn cho vui thôi bạn ơi. Trời ơi trời, ở đâu ra 20 tỷ trời, mình vui thôi đó. Thật ra thì Hero Team bọn mình lần này đi quay MV này á, thì bọn mình không lấy một đồng nào luôn nha các bạn nha. Nghe ghê không? Đấy, là bởi vì á, cái anh Khởi Vinh này là một người bạn của bọn mình, cho nên bọn mình đã quyết định quay MV free luôn, không lấy tiền luôn, quay miễn phí luôn. Bởi vì nói chung là bọn mình sống tình nghĩa anh em là trên hết, các bạn hiểu không? Đó, cho nên mới có bài anh em tốt đó. Đó, cho nên bọn mình lần này bọn mình đi quay MV á, thì bọn mình không lấy một đồng tiền nào cả, cho nên bạn khỏi tò mò là bọn mình quay MV chắc là được nhiều tiền lắm, làm ca sĩ chắc là được nhiều tiền lắm hay gì nha. ok, vậy cho nên là MV này sẽ ra mắt vào tháng 11, cho nên là mấy bạn đừng có quên là hãy gọi là hóng chờ MV này cùng với Hero Team bọn mình nha. Hero Team bọn mình quay cái MV này rất là cực luôn, rất là mệt luôn, bởi vậy cho nên là mấy bạn phải hứa với bọn mình là phải cày view cho MV này nha. Đấy, thì bọn mình sẽ ra mắt MV vào tháng 11, cho mấy bạn hãy hóng chờ cùng bọn mình nhé. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình đã trả lời gọi là rất là nhiều câu hỏi rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vô bên kênh YouTube của Sammy cùng với các hành vi của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta win thôi. Let's go.